Hai mình sẽ đi thăm cái xưởng khô. Ủa chị, cái này là mình phơi một nắng là được hả chị? Hay là phải phơi mấy nắng chị? Nếu khô thì nắng, không khô thì thêm hai nắng. À, mà thông thường là nếu mà trời vậy đó, thì mình phơi một nắng hả chị? Hay là mấy nắng? Hai nắng. Hai nắng rồi hả chị? Cái này là nó tắt ở đây hết trơn phải không chị? Quay cái này không có đưa lên truyền hình. Dạ không, em đâu không có thực tập mà em đi quay cho ấy đó. Dạ. Thực tập thì không có. Xong là mình xích luôn hả chị, xuất khẩu hay là cái này là mình bán ở trong nước ta? Bán cho ta chủ cho tiêu thôi á. Ủa vậy là mấy anh chị ở đây luôn hay là mấy anh chị là ở cái nhà đó đó chị, là nhà ở hay là gì ta? Nhà trọ. À nhà trọ luôn.
là cho mình ở luôn hay là thì mình vô đây làm thì mình ở, chừng nào mình vừa quê thì mình trả lại người ta. À, vậy là mấy anh chị là ở chỗ ở đây không đó hả? Tôi ở nhà bẩn. À dạ. Ủa anh, vậy là cái đó là đánh ghe biển mình đưa vô tới đây luôn là chế biến ở trong mình đem ra ngoài rồi mình xuất khẩu hay là bán cái gì? Con nước cũng có rồi, xuất khẩu cũng bán. Dạ. Mà theo mùa ha, đây là cái cá này đặc trưng không ạ? Thì cái này theo con nước. Dạ.